Sau đây là nội dung chi tiết của phần 2 của bản tin trong nước. Thưa quý vị, đề xuất thí điểm quảng cáo ngoài trời trên xe buýt cuối cùng cũng được thành phố Hồ Chí Minh đồng thuận chủ trương cho phép thí điểm sau nhiều năm đề xuất. Theo chủ trương của thành phố, trước mắt sẽ thí điểm cho phép quảng cáo trên 12 tuyến xe buýt có trợ giá, tổng số xe tham gia hơn 2.300 xe ngoài trừ xe buýt 12 chỗ ngồi. Các đơn vị liên quan gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa Thể dục Du lịch sẽ nghiên cứu hình thức, nội dung và màu sắc của quảng cáo, đảm bảo tính thẩm mỹ, không gây phản cảm và ảnh hưởng đến tầm nhìn của hành khách. Về việc tuyên truyền quảng bá phục vụ các đợt cổ động thực hiện bên trong xe buýt, thành phố cũng yêu cầu nội dung chỉ quảng cáo về hàng Việt và thể hiện bằng tiếng Việt. Trước đó, vào giữa năm 2009, thành phố ra lệnh cấm quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng. Và cho tới năm 2011, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới chấp thuận cho các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu lại đề án này, mục tiêu nhằm tăng nguồn thu để giảm trợ giá cho xe buýt. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, trợ giá cho xe buýt bình quân mỗi năm trên 1.000 tỷ đồng và đang gia tăng qua các năm. Trái với thông tin trên báo chí gần đây cho rằng ngành chăn nuôi trong nước đang khó khăn vì thịt nhập ngoại. Trao đổi với FBNC mới đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vang, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định chăn nuôi trong nước đang có lãi và hầu như không bị áp lực bởi thịt nhập. Theo ông Vang, người chăn nuôi lợn trong nước đã có lãi gần một năm nay, còn chăn nuôi gia cầm thì mới có lãi từ tháng 3 đến nay. Cụ thể, với lợn, người chăn nuôi đang có lãi từ 15 đến 16.000 đồng một ký hơi, do giá bán hiện nay khoảng 51.000 đến 52.000 đồng một ký, trong khi giá thành chăn nuôi khoảng 35.000 đến 36.000 đồng một ký. Giá bán gia cầm mặc dù chưa ổn định, nhưng người chăn nuôi cũng đang có lãi từ 5 đến 15%. Cũng theo ông Vang, từ đầu năm đến nay, lượng thịt nhập ngoại chỉ chiếm 2,8% so với tổng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Con số này tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do nhập khẩu thịt bò tăng. Ông Phạm Đức Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết, người chăn nuôi đặc biệt chăn nuôi lợn đang lãi cao, chủ yếu do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giá thức ăn chăn nuôi giảm. Tuy nhiên, mức lãi này không bền vững. Ông Bình lo ngại nếu giá thịt gia súc gia cầm trong nước tiếp tục ở mức cao như hiện nay, có thể tạo điều kiện cho thịt nhập ngoại gia tăng trở lại. Trong nước, nông dân do thấy giá cao sẽ ồ ạt phát triển đàn. Khi đó, ngành chăn nuôi sẽ lại rơi vào vòng luẩn quẩn là cung tăng, giá giảm mạnh. Thưa quý vị, bước vào mùa Vu Lan, ghi nhận thị trường của phóng viên FBNC cho thấy sức tiêu thụ các thực phẩm chay bắt đầu tăng. Đại diện công ty nước mắm Liên Thành cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, sức tiêu thụ nước mắm chay tăng mạnh, bán ra trung bình 100.000 chai một ngày. Dự kiến trong mùa chay, lượng hàng này tiêu thụ gấp rưỡi so với ngày thường. Theo đại diện Sài Gòn Co-op, siêu thị này đã chuẩn bị đa dạng các mặt hàng chay phục vụ người tiêu dùng, gồm mì chay, xôi chiên phồng, bánh bao chay, v.v. Hiện sức mua hàng chay tăng 20% so với những ngày thường. Siêu thị Maximart cho biết sẽ phục vụ khoảng 300 loại mặt hàng chay trong tháng Vu Lan. Bên cạnh đó, siêu thị còn có quầy chế biến sẵn để phục vụ người tiêu dùng. Hiện nay, sức mua các mặt hàng chay đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Tương tự, công ty Sài Gòn Food cũng khẳng định sức tiêu thụ trong tháng chay đã tăng 30-50%. Tuy vậy, các mặt hàng rau củ quả không tăng giá. Ghi nhận tại các chợ đầu mối cho thấy giá nấm, xà lách, cà chua chỉ biến động nhẹ từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký tùy loại. Chỉ có vài mặt hàng tăng như nấm rơm 90.000 đến 100.000 đồng một ký, xà lách 40.000 đồng một ký, cà chua 15.000 đồng một ký. Các loại rau củ khác giá không biến động nhiều. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về chợ ở mức 2.800 tấn một đêm. Theo tin từ tờ Wall Street Journal, tập đoàn Metro Group của Đức vừa đạt những bước tiến mới trong việc đàm phán với tập đoàn bán lẻ Thái Lan Burley Joker về việc mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry Việt Nam. Dự kiến Metro Việt Nam có thể được bán cho đối tác với giá 500 triệu đô la, mặc dù trước đó tập đoàn Metro lên tiếng phủ nhận thương vụ và khẳng định mảng kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam không phải để bán. Chuỗi đại siêu thị Metro Cash & Carry có mặt tại Việt Nam từ năm 2002 và đang có 19 trung tâm hoạt động trên toàn quốc với khoảng 4.000 nhân viên. Trong năm tài khóa 2012-2013, doanh thu hoạt động của Metro Việt Nam đạt khoảng 692 triệu đô la Mỹ. Trước Metro, tập đoàn Burley Joker của Thái Lan đã hợp tác với FamilyMart Việt Nam sau khi đối tác Nhật Bản rút hoàn toàn khỏi liên doanh này. Hiện tại, chuỗi bán lẻ FamilyMart Việt Nam đổi tên thành B-Mart. Thưa quý vị, sau thông tin về việc Việt Nam được hãng tư vấn Frontier Strategy Group đánh giá là một trong ba thị trường sơ khai, còn gọi là thị trường biên hấp dẫn nhất thế giới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương để có cái nhìn khách quan hơn về đánh giá này, về những cơ hội cũng như thách thức đằng sau vị trí xếp hạng đó.
Thưa ông, vào đầu tháng 6 năm nay thì cái tờ Wall Street Journal có đăng cái thông báo, một cái thông tin về cái chỉ số hấp dẫn nhà đầu tư cho Âu và Mỹ đối với các 70 thị trường biên hay còn gọi là thị trường sơ khai trên thế giới. Và trong danh sách đó thì Việt Nam là một trong ba nước dẫn đầu, tức là hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài nhất. Ông có nghĩ rằng đây là một tin vui đối với chúng ta không? Một cái tin vui, tức là khi nó nằm trong cái thị trường biên ấy, thì như tôi nói là cái trình độ phát triển nó chưa phải là cao, thu nhập nó cũng có thể là còn thấp, nhưng mà họ thấy tiềm năng phát triển, họ thấy xu thế cải cách. Thì đấy, cái tin vui ở đây là với những cái thông tin như vậy thì họ nhìn thấy cái cơ hội, và nước ta hay là những cái nước thị trường biên nằm trong cái vòng ngắm, vòng trong cái sự quan tâm của các định chế tài chính quốc tế, của các tổ, của các nhà đầu tư nước ngoài, thì đấy là tin vui. Nhưng mà điều ấy nó chỉ là tiềm năng, cho nên bên cạnh cái đấy chúng ta cũng cần nhìn nhận tất cả những cái trở ngại, tất cả những cái khó khăn. Và cái này trong một chừng mực nhất định thì nó cũng phản ánh rất nhiều qua các cái thông số khác, ví dụ như là chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu, ví dụ như là chỉ số tham nhũng, ví dụ như là chỉ số doing business của Ngân hàng Thế giới, vân vân. Thì chúng ta cũng bên cạnh cái tin vui thì mình cũng phải nhìn thấy hết tất cả những vấn đề, để qua đó cái tiềm năng của một cái thị trường biên, của một nền kinh tế biên thì lúc ấy mới được thể hiện trên thực tế, và lúc ấy những dòng đầu tư, và đặc biệt là những dòng đầu tư có hiệu quả, nó mới vào thực sự đất nước. Như vậy thật ra lâu nay chúng ta cũng không phải là emerging market như là chúng ta đang nghĩ, mà chúng ta đang được thế giới xếp là frontier market, tức là các cái thị trường sơ khai thôi. Vậy thì thị trường sơ khai nó có cái điểm gì ưu điểm hơn, hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài hơn thị trường đang nổi, thưa ông? Khái niệm về thị trường biên, thị trường mới nổi nó cũng khá là mờ. Nếu mà nói một cách tổng thể thì những cái thị trường của các cái nước kinh tế đang phát triển hay là có thu nhập chưa cao hay thu nhập thấp mà vừa qua nó có những cái tốc độ phát triển tương đối ấn tượng thì đôi khi người ta cũng gộp lại gọi là thị trường mới nổi. Tuy nhiên là trong cái nhóm ấy thì thường người ta lại có thể là chia làm hai loại. Một cái loại mà mới nổi nhưng mà nó mang tính phạm vi quy mô và xét về cái trình độ phát triển nó ở mức cao hơn, nó có vai trò tiếng nói hơn trong cái quá trình kết nối phát triển của kinh tế toàn cầu. Thì đấy là một cách nói. Và một cái lớp thấp hơn trong kinh tế mới nổi, tức là thường là các nước đang phát triển nhưng mà ở một cái trình độ thấp hơn, nhưng mà họ nhìn thấy những cái tiềm năng, những cái cơ hội làm ăn tốt ấy, thì người ta hay gọi là thị trường biên. Thưa ông, nếu là một nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ hay là châu Âu chẳng hạn, thì ông thích đầu tư vào một thị trường ở top đầu của danh sách thị trường sơ khai, tức thị trường biên, hay là ở top cuối của danh sách thị trường đang nổi, thưa ông? Nếu tôi là một nhà đầu tư ấy, thì nó tùy vào cái khẩu vị của tôi, tùy vào cái danh mục đầu tư của tôi, đúng không? Đã là những cái thị trường mới nổi, những thị trường biên này thì nó đều có tiềm năng cả. Thế thì cái anh mà ở cái trình độ thấp ấy, và còn nhiều điều, còn nhiều dư địa để cải cách ấy, thì rõ ràng tức là anh còn nhiều vấn đề. Anh có tiềm năng, anh còn nhiều vấn đề, mà đã còn nhiều vấn đề thì có rủi ro. Nhưng mà chính cái tiềm năng anh nó lại tạo cái lợi nhuận cho anh. Đúng không? Thế còn những cái thị trường nó phát triển hơn, nó ổn định hơn, nó ít vấn đề hơn, mặc dù nước nào cũng có vấn đề, thì có thể cái tính ổn định của cái lợi tức, cái tính ổn định của cái đầu tư để mà mang lại lợi nhuận nó có thể cao hơn. Nhưng mà cái mức cao ấy nó lại không như là những cái thị trường biên mà ở cái mức dưới hơn. Như vậy nó phụ thuộc vào cái khẩu vị đầu tư, của cái portfolio, cái chia sẻ của nhà đầu tư. Đó. Dạ vâng, rất cảm ơn ông về sự chia sẻ này. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần 2 của bản tin trong nước. Tiếp theo sau sẽ là phần cuối cùng với những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh lắp camera chống trộm cho các tuyến đường thuộc quận 1. Bảo hiểm hưu trí tự nguyện chưa thu hút được cả doanh nghiệp tư nhân và người lao động.